cái bếp mình nấu vừa xong luôn nha cả nhà. Đây nồi nước lèo đây, tại vì có con nít ăn nên mình nấu không nấu cay, nấu lẩu chua thôi. Ủa thấy chua không có cay đó, nhìn ra hấp dẫn chưa. Còn ai muốn ăn ớt thì cắt ớt vô hoặc là bằng nhuyễn vô nữa là quá ngon nha cả nhà. Đó.